bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ Thanh Thang, trên con đường nắng đổ chang chang, trăm năm hạnh phúc, trăm năm tình viên mã,
bạc đầu nghĩa phu thê. Kính thưa các cụ, công các bà cùng các bậc cô dì chú bác cậu mợ đại diện cho 32 họ. Kính thưa các vị khách quý của hai gia đình cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu, tôi xin phép được gửi lời chúc của bà Sáu, lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất ạ. Kính thưa các cụ, công các bà cùng cô dì chú bác, sau một thời gian dài hai cháu công tác, hai cháu quen biết nhau, tìm hiểu nhau, được sự đồng ý của hai gia đình cũng như được phép của chính quyền hai địa phương, hôm nay được ngày cát nhật với sự hiện diện của cây dầu xin dâu của họ nhà trai, cho tôi được xin phép thành phần họ nhà gái chính cư hôm nay có đông đủ nội trên nội dưới, ngoại trên ngoại dưới, cô dì chú bác cậu mợ và bạn bè của cháu có mặt để đón tiếp quan viên hai họ nhà gái. Và sau đây tôi được xin phép ông thể đại diện cho họ nhà gái xin được tiếp kiến ông Thuận, khi có ý kiến để tiếp kiến họ nhà trai ạ. Kính thưa các cụ, công ông bà, các bác đại diện đại diện cho họ nhà trai, được sự ủy nhiệm của nội ngoại họ nhà gái, lời đầu tiên cho phép tôi khi được gửi đến các cụ, công ông bà, các bác đại diện họ nhà trai một lời chào chân trọng, lời chúc sức khỏe và sự đón tiếp đồng nhiệt và thân mật nhất. Kính thưa các cụ, công ông bà, các bác anh chị, qua một thời gian dài hai cháu tiền gian sống công tác học tập ở nước ngoài, hai cháu đã quen biết nhau, các cháu đã duyên đã đến với hai cháu, các cháu như cổ xưa các cụ đã nói, ở gần thì chẳng bén duyên do, xa nhau cách mấy lần đỏ cũng đi, yêu nhau chẳng quản giàu nghèo, tâm sông cũng vượt ngàn đèo cũng qua. Chính vì cái duyên đó hai cháu đã được tìm hiểu nhau, đồng thời được sự cho phép của ông bà Toàn Trinh cũng như bà Sáu Thường cho phép hai cháu tìm hiểu nhau, đồng thời tìm hiểu nhau và được xây dựng hạnh phúc đan lòng với nhau, đồng thời được sự vun đắp hạnh phúc đan lòng của cho hai cháu của hai họ nhà trai cũng như nhà gái hôm nay được ngày tốt, được sự nhất trí chính quyền hai địa phương, gia đình nhà trai nhà gái có tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu tiệc lan. Giờ phút này là giờ phút trọng đại nhất của các cháu. Trên các cụ công các bà, các bác anh chị họ nhà trai đã có cây cầu xuống để trước tiên làm lễ tổ đường và xin đón cháu Giang về làm dâu con của các cụ công các bà, con cháu của các cụ công bà trên nhà. Đồng thời thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin được nhận cây cầu xin dâu của các cụ công các bà, các bác anh chị trong họ nhà trai vâng thỉnh và xin phép các cụ công các bà cho phép hai cháu vào mái tạ tổ đường để chuẩn bị cháu Giang bước lên xe hoa về nhà đồng. Đồng thời cũng xin trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình của các cụ công các bà các bác anh chị ở trong họ nhà trai đã đến với nhà gái chúng tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện có mặt của các cụ công các bà các bác anh chị nội ngoại họ nhà trai nhà gái đã về đây tổ dự buổi lễ phu phi của cháu Giang. Một lần nữa thay mặt cho nhà trai tôi xin ở nhà gái, tôi xin trân trọng cảm ơn, xin kính chúc các cụ các bà các bác anh chị trong họ nhà trai cũng như họ nhà gái luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc an khang thịnh vượng, chúc cho buổi lễ vui quy của hai cháu thành công tốt đẹp, xin trân trọng cảm ơn. Trong tiếng hoa ca, chúc nàng đường luôn hạnh phúc.
lòng. Tình ta nên duyên vợ chồng, từ đây xa phút long đong. Chàng về đã có thiếp nàng, từ đây xa phút long đong. Chàng về đã có thiếp sao thương nhớ ngày đầu tình yêu bơ ngơ giấc mơ hồng.
rộn ràng tim say đắm với tình yêu. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau trong cuộc sống. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau suốt đời. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi kính thưa các cụ, ông các bà, gia đình họ hàng nhà gái. Giờ hoàng đạo cho kịp lễ thành hôn của hai cháu thì cũng để xin phép các cụ, ông các bà, gia đình họ nhà gái là 8:20 là xe xuất phát để báo cáo lên các cụ, ông gia đình họ nhà gái.
phương ta sống. Em theo anh đi về, về quê hương hữu tình. Đồng xanh như gái chưa con, lúa non xuân sao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Tiếng hát ru em, ôi tiếng hát ru em, đưa tình ta như sóng lênh đênh thuyền tình. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, về quê hương hữu tình. Đồng xanh như gái chưa con, lúa non xuân sao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được đỡ lời cho ông bà Toàn Trinh. Xin được cảm ơn sự quan tâm của các cụ, các bà hai bên, gia đình, nhà trai và nhà gái đã bớt chút thời gian và ngọc những tình cảm thật quý báu để sang nhà gái làm thủ tục gửi lễ xin dâu. Kính thưa toàn thể các quý vị, ông bà Nguyễn Văn Toản và bà Trần Thị Trinh là thân sinh ra chú rể Đức Tiệp và bà Nguyễn Thị Sáu là thân sinh ra cô dâu Hương Giang. Hai gia đình đã hợp tác với nhau vun vén để các cháu lên vợ thành chồng. Hôm nay trong tiết trời rất đẹp, hai gia đình đã long trọng tổ chức ngày lành tháng tốt giờ hoàng đạo. Gia đình ông bà Toản Trinh đã sang nhà gái làm thủ tục gửi lễ xin dâu và được nhà gái chấp nhận. Lúc này gia đình nhà trai chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón các cụ công các bà hai bên, gia đình nhà trai và nhà gái, chào đón tới toàn thể quan viên hai gia đình bốn họ cùng toàn thể các quý vị bạn bè của các cháu. Chúc toàn thể các quý vị luôn luôn mạnh khỏe. Chúc buổi lễ thành hôn trăm năm của Đức Tiệp kết duyên cùng với Hương Giang hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể các quý vị, trải qua những thời gian học tập, công tác và làm việc, các cháu đã tìm hiểu đến với nhau về báo cáo thành quả với bố mẹ hai bên và được hai gia đình công nhận, được sự công nhận của chính quyền địa phương hai sở tại đã đăng ký kết hôn để Đức Tiệp ngày hôm nay sẽ kết duyên cùng với cô dâu Hương Giang. Chúng tôi những người làm chương trình xin được kính chuyển lời của ông bà Trinh Toản. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và cảm ơn toàn thể các quý vị rất nhiều đã bớt chút thời gian và ngọc về đây để chung vui với gia đình, để mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể. Xin kính mời các quý vị chúng ta cùng uống nước, sưởi chầu dùng tiệc ngọt để đến với chương trình lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của các cháu. Xin được trân trọng cảm ơn. Chờ mà nhà trai chúng tôi đang chờ đợi. Vâng ạ. Và trong lúc này thì kính thưa các cụ ông các bà hai bên, gia đình nhà trai và nhà gái, kính thưa toàn thể quan viên cũng như các bạn bè thanh nam thanh nữ tú của cô dâu và chú rể, chúng ta đã dành những thời gian vàng ngọc, những tình cảm về đây để chung vui dự buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của Đức Tiệp kết duyên cùng với Hương Giang. Chúng tôi những người làm chương trình rất là cảm ơn và cảm ơn sâu sắc tình cảm của toàn thể các vị rất nhiều. Hôm nay trong cái tiết trời đẹp như thế này, giờ tốt giờ hoàng đạo mà gia đình ông bà Toản Trinh đã đón được người con dâu về đây để làm lễ thành hôn kết duyên cùng với người con trai yêu quý của mình, đó là Đức Tiệp. Ban tổ chức xin được hân hoan, trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn của hai gia đình cùng tiến ra sân khấu để trao gửi cho nhau những người con, người cháu và trao gửi cho những nghi lễ thật tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô chú, cái đội viên mạng cùng tất cả bạn bè anh em của hai nhóm nhà trai và nhà gái. Lời đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là cháu của chú, là chú của cháu. Lời đầu tiên tôi xin được phép xin chúc tất cả các cụ, các ông, các bà toàn toàn cùng toàn thể hội hôn một sức khỏe vạn sự như ý. Một cháu sẽ tập trung lên cho nhà gái để làm cho như ý. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng các gia đình quý khách của họ nhà trai, qua thời gian hai cháu công tác tìm hiểu là bạn bè của nhau và đã tìm đến đẹp
trong nhau và sẽ tìm đi chia sẻ hạnh phúc trong năm. Được sự đồng ý của hai gia đình, của hai dòng họ và được sự đồng ý của cơ quan chuyển của hai địa phương, hai gia đình đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu vào ngày hôm nay trong năm chọn đến một ngày. Gia đình nhà trai đã có người đầu xuống xin dâu và tới nay gia đình của nhà gái cùng toàn bộ hai vợ đã đưa cháu về nhà chồng. Thay mặt gia đình họ nhà gái, chúng tôi có quy dầu xin giao dâu. Vậy kính mời cụ đại diện cho phần thời gian nhân quy dầu giao dâu xin kính mời. Đầu tiên tôi toàn thể các quý vị thân mến, tất cả những thủ tục cũng nghi của người Việt Nam chúng ta không thể thiếu được trong cái công việc mà đi xin dâu và giao dâu. Một lần nữa gia đình ông bà tổ chức xin được cảm ơn và kính mời một đại diện họ nhà trai có nghi lời nhận lễ giao dâu xin trân trọng kính mời. Tôi và gia đình và nhà gái hôm nay muốn chút thời gian và lòng đưa cháu về đây xin nữ ở thôn của hai cháu, chúc phúc cho các cháu được vợ chồng tiến chồng và tân hôn. Cuối cùng tôi cũng xin phép để nhận và cảm ơn tất cả tấm lòng các cụ tôi và bà gia đình và nhà gái. Tôi xin nhận dâu về cho vợ chồng cung toàn và tin. Xin được tiếp nối khoảnh khắc tuyệt vời của anh Đối để cho đối viên ngày hôm nay đây khi đã di chuyển vào trong quân viên tư gia được thắp lên bàn thờ giáng tiên nén hương thơm để kính báo với tổ đường cũng như được sự dõi theo của các cụ ông bà trong quân viên tư gia. Những gương mặt đầy dễ mến đó là những gương mặt mà gia đình chúng tôi sẽ được trình trọng để nâng những ly trà trang trọng nhất gửi cho bậc cao niên là các cụ, các ông, các bà. Xin được chúc cho toàn thể quý vị trong quân viên tư gia là các cụ ông bà Phúc Như Đông Hải, Trường Lưu Thủy, Thọ Tỷ Nam Sơn, Bất Nam Tủ. Và là xin được cảm ơn quý vị. Và hiện diện ra đây đôi nương nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu mà anh Đối đã kể với tất cả quý vị ngay từ đầu chương trình rồi. Thì bây giờ họ sẽ đến với nghi thức đầu tiên. Và trước khi đến với quỳnh thăm đó thì chú rể ơi, ngưỡng mộ bạn rất là nhiều, chàng trai đẹp như trai Hàn Quốc và cô dâu nữa, xinh như một nàng công chúa hôm nay. Họ thì thật sự ngưỡng vừa đôi. Hỏi chú rể câu này thôi, bạn có đồng ý với chúng tôi đang hiện diện tại đây là gia đình, là người thân, rằng cho dù cuộc đời này có gian khó bao nhiêu chăng nữa, cho dù vất vả gian nan hay sóng gió bão táp phòng bà, bạn luôn nắm chặt tay người bạn đời của mình là cô dâu Hương Giang và hứa với cô ấy rằng em sẽ luôn là gọi em là vợ và sẽ ôm em trong vòng tay của anh, hứa không ạ? Dạ vâng,
Em chắc chắn ạ. À, còn quý vị thì sao ạ? Chúc mừng cho chú rể đi ạ. Vỗ tay. Còn nếu như để khoảnh khắc này nói một điều ngọt ngào nhất với cô ấy thì bằng nói gì ạ? Chồng yêu vợ. À, từ từ đã. Khoảnh khắc như thì bạn phải từ từ đã. Và nhìn với cô ấy với ánh mắt thật sự yêu thương và ngọt ngào nhất trong ngày hôm nay để nói lên thành lời của mình khi mà nhịp tim đang thổn thức. Vâng ạ, xin mời. Nghe trong giây phút này thì chồng muốn nói gì hơn cả chồng muốn nói với vợ là chồng yêu vợ rất nhiều luôn. Chỉ cần mình cùng bên nhau, bao gian nan sẽ quá mau, anh sẽ mãi luôn che chở. Vâng ạ, khi mà chú rể đã cất lên khi nhịp tim của mình thổn thức rồi, tôi cũng muốn hỏi cô dâu, vì tính chính trong tình yêu mà. Và được sự đồng ý của hai bên thì hai trái tim mới hòa chung một nhịp đập được. Vậy thì cô dâu, bạn có đồng ý với chúng tôi cho dù trên đường đời này có gian khó thì mình phải vượt qua khó khăn của cuộc đời, nếm trải mật ngọt cay đắng của tình yêu. Bạn luôn lưu với chúng tôi rằng gọi Đức Tiệp là một người chồng, gọi tiếng chồng yêu và luôn lưu với chúng tôi thức và sẵn sàng luôn tựa vào vai của bạn ấy khi bạn cảm thấy rằng cuộc đời này có những mệt mỏi, nhưng tin vào bờ vai của chú rể và gọi bạn ấy là chồng. Đồng ý không ạ? Đồng ý. Khi mà Hương Gia đồng ý thì quý vị cũng vỗ tay để chúc mừng cho hai bạn ấy trăm năm viên mãn đi ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và khoảnh khắc này đây khi mà họ đã đồng ý để trao gửi cho nhau tình yêu, lấy yêu thương ngọt ngào rồi, thì nghi thức đầu tiên hãy quay mặt vào nhau và cho đôi vợ bó hoa đi ạ. Cảm ơn các bạn. Đó cũng là khoảnh khắc mà các bạn sẽ trao nhau kỷ vật thiêng liêng nhất cuộc đời mình, cập nhất tình yêu. Và trong khoảnh khắc này tôi xin được làm nhịp cầu nối hạnh phúc cho các bạn để nâng đỡ chương hộp kỳ diệu này. Chú rể ơi, tôi mượn nào, bạn hãy mở ra đi ạ. Quá tuyệt vời. Và khi mà âm nhạc hơi du dương một chút cho em đi ạ. Ở tư thế lãng mạn nhất để chàng trai mang tên Đức Tiệp sẽ đeo vào ngón tay áp út của cô dâu Hương Giang, cũng như để mở ra cánh cửa yêu thương cho trái tim chúng ta sẽ hòa chung một nhịp đập và hai tâm hồn sẽ đồng điệu cùng nhau thắp lửa xuống em nhé. Ok, và cùng với đó là quý vị cũng ra vô tay để cùng chúc mừng. Xin mời. Thật tuyệt vời khi khắc ta đã nhau trong đời, yêu em ít muốn bao giờ nhìn em. Dù chàng trai đã có vợ rồi, anh vẫn đến nay hay thôi, vẫn mãi thôi để con tim anh ước mơ. Bao biết bao nhà xa ấy. Quý vị ạ, làm từ sáng là show này là show thứ ba mà cửa chạy luôn ở trong tư thế 120 km/h với cửa chạy như vậy đấy, thì chưa thấy một cô dâu nào mà có nụ cười rạng rỡ như thế này cả. Quý vị ạ, tuyệt vời luôn. Và vậy thì bây giờ đây, khi mà đã đón nhận yêu thương từ chú rể rồi, bạn hãy lấy chiếc nhẫn thứ hai đi ạ. Cô dâu ơi, đeo vào ngón tay áp út của chú rể cũng như lời hứa của mình, lúc tựa vào bờ vai vững chắc này nào. Thì tôi nói với các bạn rằng chiếc nhẫn tròn tròn bé xinh xinh, quanh ngón tay thon vẹn cuộc tình, như chiếc lồng son gài chặt cửa, như chiếc gương đời chặt bóng đinh. Ngày hôm nay chúc cho các bạn trong năm hạnh phúc đời mệt mái, bạn đầu xuất sắc, nghĩa ước như thế. Nhấn tra tay rồi, cả những cái hôn liên tiếp. Vâng ạ, hôn liên tiếp, hai lần, tôi đếm hết nhá. Và bây giờ là khoảnh khắc hay trao nhau những điều ngọt ngào nhất và quý giá nhất của tình yêu. Khi đã hứa hẹn với nhau để trao nhau con tim, mở ra cánh cửa yêu thương, hãy tiến lại gần hơn với từng khắc bánh ngọt ngào đi ạ. Và với màu trắng tinh khiết này, chúng ta cùng cắt ra. Và chiếc bánh sẽ cắt ra rất nhiều phần chú rể nhá. Tay trong tay, hai bạn sẽ cùng nhau. Nào, chiếc bánh cắt ra phần thứ nhất để gửi cho tất cả quý vị. Cảm ơn anh, âm nhạc thường đưa chúng ta đến với những cảm xúc vô bờ bến. Ngày hôm nay đây, âm nhạc này cũng sẽ tạo thêm hiệu ứng để cho các bạn hạnh phúc hơn. Những anh em cho em nhỏ một chút như vậy thôi, để cho cảm xúc này sẽ được thăng hoa lớn hơn khi có tiếng cười và có lời hướng dẫn của MC. Và xin mời các bạn một lần nữa nắm tay nhau để tiến lại gần hơn với tầng thang đi hạnh phúc đi ạ. Cùng nhau đong đầy yêu thương với những chai rượu champagne mà chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng suốt mấy chục năm qua, ủ dưới lòng đất để mang tới đây. Các bạn sẽ đong đầy yêu thương này, chai rượu champagne đầu tiên đó. Và ở tư thế lãng mạn nhất, bạn lắc thật mạnh để bóc lớp vỏ màu vàng ra khi nào. Xin mời.
mong đã bỏ một vần cho đã. Và từng giây phút hạnh phúc, các bạn hãy chắc chiu bỏ nó, để rồi khi mà dòng rượu xung quanh được tôn trào với tiếng nổ hôm nay, với màu đỏ là màu máu của con tim, màu của sự thủy chung, niềm vui, niềm hạnh phúc và cả những khát khao yêu thương nữa sẽ được đong đầy trên từng khát linh này. Nào, hãy tay tôi đi một chiếc. Anh sẽ không là anh nếu chúng em trong cuộc đời này. Điều anh muốn nói từ sâu thẳm trái tim rằng cả con đời, một sân mai thức giấc, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn em đã luôn tin khi trăm ngàn ngày ngoài kia em đã lựa chọn anh. Dưới anh là bờ vai vững chắc để em tựa vào khi em thấy mệt mỏi. Và điều đó đã minh chứng trong khoảnh khắc em hứa với anh để đến với trái tim của anh. Và chắc chắn thưa quý vị, tầng tháp đi này cũng tượng trưng cho tòa lâu đài hạnh phúc mà mong muốn đôi bên sẽ ước ao để xây dựng lên. Trong đó có hai trái tim. Đó, xin mời và trai rượu xung quanh thứ hai đi ạ. Cũng như vậy, để mở nắp chai ra, làm sao tạo ra tiếng nổ hay cho tiếng pháo khi mà ở thế hệ 2000 họ không biết rằng tiếng pháo được vui như thế nào. Nào, và hãy tránh phía chiếc bánh của cô dâu nhá, có thể thiên hại với kinh tế. Đó, tiếng pháo nổ vang. Xin mời các bạn rót vào số ly rượu ở trên bàn đi ạ. Đó sẽ là những dung ném vào đó cảm xúc và chắc chiêu những giọt rượu nồng nàn để đóng đầy trên ngàn những ly rượu hiếu kính. Chúng con xin được dâng cho cha mẹ và những người đã không vất vả và lo toan bao ngày để có thể hôm nay và có sự hiện diện đông đủ của tất cả những người đã minh chứng tình yêu cũng như xem duyên cho đôi lương những vật chính trong công trình tình yêu. Và anh đối người đầu tiên đã kể câu chuyện này, và Nguyễn Cường xin được viết tiếp câu chuyện đó bằng cảm xúc của mình. Vậy thì hai anh em hôm nay xin đem tất cả cảm xúc để cho đôi lương lương được trăm năm hạnh phúc, được không anh đối ơi? Thưa quý vị, thưa toàn thể quý vị, vậy là trải qua rất nhiều những khoảnh khắc đặc biệt vừa rồi, và Nguyễn Cường đã cho cặp vợ chồng mới nhất của thành phố Phúc Yên làm các nghi lễ vừa rồi, thì những nghi lễ tiếp theo không thể thiếu được, đó là xin được trân trọng kính mời ông bà Toàn Trình cùng tiến ra sân khấu. Trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn đại diện cho nhà trai và nhà gái cùng tiến ra sân khấu. Xin mời bà Trinh đâu ạ, ông Toàn cùng tiến lên sân khấu để cô dâu và chú rể kính dâng lên những ly rượu hồng kính mời cha mẹ. Và khi lời mời của anh đối đã truyền tải tới hai vị đại diện cho hai bên gia đình, chúng tôi cũng xin được mạn phép để trịnh trọng kính mời ông Nguyễn Văn Toản và Trần Thị Trinh là song tác phụ mẫu ra chú rể Đức Tiệp. Đó là người bao năm qua vất vả lo toan, bàn tay chai sạch của mẹ ôm trọn trái đất này để cho con được hạnh phúc, đôi bay gầy của cha gánh vác cả Giang Sơn hôm nay đến cạnh con. Và giây phút mãn nguyện đó là giây phút được chứng kiến các con xây dựng gia đình nhỏ trong vòng tay yêu thương của hai gia đình lớn, đó là gia đình của cô dâu Hương Giang và gia đình của chú rể Đức Tiệp. Vậy thì ly rượu như thế này, anh Đối ơi, dâng đến ai đây ạ? Và ly rượu đầu tiên xin được trân trọng kính mời Hương Giang sẽ dâng ly rượu lên mời người mẹ chồng yêu quý của mình. Hôm nay bà Trinh giữ yêu quý người con dâu như người con gái của mình. Và ly rượu thứ hai thì Đức Tiệp nói từ từ của ấy. Đã hát như mời đôi mà nhanh thế ta khác đúng không? Và mời đi, mời người trai yêu quý của mình đi. Vâng. À, xin mời hai vị trưởng đoàn đâu ạ? Không tiến ra sân khấu nào. Vâng ạ, chúng tôi xin được trình trọng tiếng nói của hai vị đại diện hai bên gia đình. Người đưa tiếng nói cao nhất của hai dòng tộc nhanh chóng để di chuyển ra sân khấu, đón nhận lời cảm ơn từ phía những người cháu. Hôm nay đó chính là nhân vật chính câu chuyện tình yêu, chú rể Đức Tiệp, cô dâu Hương Giang. Vâng ạ, xin được trân trọng và kính mời cho lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai ông cùng tiến lên sân khấu. Hai ông đứng gần nhau đi ạ. Vâng, đứng bên ngoài cùng gần ông Toản ạ. Chú rể đứng vào giữa gần người vợ yêu quý của mình đi. Xin mời ông Toản di chuyển sang bên này. Và những ly rượu này thì tôi mong rằng với những ly trà trên bàn trà thì cũng quý vị hãy thay cho đó là một ly rượu đi ạ. Và chúng ta cùng nâng ly thật cao với cánh tay yêu thương của mình. Xin mời chú rể. Theo nhịp đếm của MC, xin mời chú rể sẽ nâng ly rượu lên mời vị trưởng đoàn nhà trai và nhà gái. Và sau khi cùng ly thì nhịp đếm của MC 1, 2, 3, quý vị có thể hô ba
sang lời chúc mừng hạnh phúc của chúng tôi nhé. Sẵn sàng chưa? Vâng, xin mời hai bên gia đình cùng đi ạ. Chúng ta chạm ly rồi. MC xin phép đếm 1, 2, 3 nhà mình cùng vang lên lời chúc mừng hạnh phúc nhá. Sẵn sàng chưa? Và Trinh đưa rượu sâu vào trong. Ông Toàn đứng lùi lại một chút. Bà Trinh công đoàn bảo ngon ngon ngon. Hai ông trưởng đoàn bảo ngọt ngọt ngọt. Và cô dâu chị trẻ. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn nhé. Mời các bác trở lại bàn trà bàn nước để thay Trinh nói gia đình nhà mình. Gửi những lời cảm ơn, con cảm ơn các bác. Vâng, xin mời gia đình đặt những ly rượu của mình xuống phía bàn của Thác Linh và bàn tiệc bánh hôm nay. Và điều đầu tiên cho mẹ đã thấy rồi đó, khoảnh khắc hạnh phúc của các con khi được trao gửi và thực hiện những nghi thức quan trọng trên sân khấu, những nghi thức thiêng liêng và cao cả nhất của mỗi đời quê hương. Thì bây giờ đây, khi mà thấy các con về chung mái ấm gia đình để cùng chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông, thì cho mẹ cũng có những món quà để dành tặng cho các con trong một ngày trọng đại như thế này, để mong rằng các con sẽ xây dựng tương lai vững chắc. Đó là các bạn sẵn sàng để đến với món quà của mình chưa ạ? Đó là. Và xin mời gia đình nhà mình, bố mẹ sẽ dành tặng món quà ý nghĩa cho các con. Vâng, thưa tập thể quý vị, ông bà Toàn Trinh đã chất chiêu những món quà mấy chục năm qua để dành ngày hôm nay đại lễ thành hôn 100 năm hạnh phúc của con trai mình. Anh lên sân khấu đi. Các quý vị đang được theo dõi trong chương trình tặng quà của ông bà Toàn Trinh. Vâng. Thì thưa các quý vị, những món quà này mà bà Trinh, ông Toàn đã đặt cách đây rất lâu rồi. Cho cháu mượn đã cô ơi, cháu mượn cả chiếc hộp này đi ạ. Đặt tạm xuống đây. Từ từ đã nhá. Vâng ạ, anh Đối mở cho em với. Bác gái, bác đặt vào đây đã. Anh Đối cầm giúp em. Cầm giúp em món quà vô cùng quý giá này, kém rơi anh nhá. Bởi vì xin phép thưa với tất cả quý vị, tôi biết tưởng mong muốn nói rằng với đôi nguyên lương và các bác, có thể đây là một món quà trị giá rất lớn, nhưng nó sẽ không lớn bằng món quà ngày hôm nay các bác sẽ trao. Đó là trái tim chân thành nhất của bố mẹ mong muốn rằng các con được hạnh phúc. Để vòng tay ôm yếm hôm nay, cha mẹ dang rộng để ôm các con vào lòng. Thì ạ, xin mời. Và Nguyễn Cường cũng nói với đôi bên đường rằng đi khắp thế gian đâu ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời thì đâu ai khổ bằng cha. Tất cả số môn cha mẹ nuôi con khôn lớn. Đang cả tấn tân gầy. Ngày hôm nay cha mẹ cũng đã che chở cho các con, nhìn thấy các con được hạnh phúc. Và điều mà cha mẹ đã mãn nguyện, đó là món quà vô giá nhất cha mẹ tặng cho các con. Và bây giờ mới là món quà vật chất để tặng cho các con. Mong các con xây dựng tương lai. Vâng, đúng là công cha như nước Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng kính mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo đức. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Hãy nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng có phủ kín con xa. Các quý vị đồ chào các thật đồng nhiệt cho bà Trinh ạ. Chú rể lưu ý là phải đỡ cổ cô dâu nhá. Và tiếp theo với những món quà ý nghĩa, tiếp theo mời anh Đối đi ạ. Dạ vâng ạ. Còn quý vị thì sao, cô dì chú bác và tất cả những người thân của mình, món quà của quý vị đâu ạ? Món quà vô giá nhất đâu ạ? Và đó đây là tiếng vỗ tay của tất cả quý vị mới là món quà. Và những món quà tiếp theo đó là anh trai sẽ gửi tặng cho người em yêu quý của mình. Vâng, anh em như thể chân tay, lúc lành lúc rách thì vẫn đùm bọc hàng ngày với nhau. Vâng đúng ạ. Xin mời anh trai của cô dâu được đưa một hai bên gia đình. Được rồi chưa? Chưa có ông MC này tâm huyết như cái ông MC này. Quý vị ạ. Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn và cảm ơn sâu sắc tình cảm của ông bà Toàn Trinh cũng như anh trai của cô dâu có những món quà rất đặc biệt để gửi tặng cho cô dâu của chú rể nhân ngày đại lễ thành hôn. Một lần nữa thì xin được kính chuyển lời của cô dâu của chú rể cảm ơn và cảm ơn sâu sắc tình cảm của toàn thể các quý vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc về đây để chung vui dịp lễ thành hôn 100 năm hạnh phúc của đức tiệm kết duyên cùng với Hương Giang tại đây. Xin được trân trọng kính mời và những bức hình tiếp theo mời tất cả quý vị đi ạ, là người thân.
Và trước tiên anh đối với em mong muốn rằng với sự đón tiếp nhiệt thành thì mời gia đình nhà gái trước đi ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, xin mời những người thân bên nội bên ngoại của cô dâu sẽ nhanh chóng để di chuyển cho sân khấu, lưu lại một khoảnh khắc cùng với nhân vật chính câu chuyện tình yêu hôm nay là người cháu, là người con, là người em của mình. Xin mời. Và hòa chung với không khí hạnh phúc hôm nay, em xin dành tặng tới tất cả mọi người một ca khúc nữa anh Đồ nhá. Nhất trí rồi. Vâng ạ, đưa mọi người đến với vùng cao, trong khi đó mình đang chuẩn bị rất là ở đây của Đức Kiệt. Quý vị tặng cho em tiếng vỗ tay không được không ạ? Động viên cho tất cả gia đình nhà mình cười thật tươi trên sân khấu. Vâng, ban tổ chức xin được trân trọng đến mời các cụ công các bà, các quý vị là bề trên của hai gia đình nhà trai và nhà gái cùng tiến vào sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng với cô dâu và chú rể. Các cụ ông bà và cao niên, gia đình nhà trai hôm nay, vâng ạ, xin mời. Xin được trân trọng kính mời hai bác cùng tiến vào sân khấu. Và xin được trân trọng kính mời tập thể quý vị chúng ta cùng hướng lên sân khấu. Cùng cùng những trận pháo tay thật nồng nhiệt cho hai vị trưởng đoàn của nhà trai và nhà gái trong buổi ngày hôm nay. Xin mời hai ông bắt tay nhau ạ. Xin mời chú rể lên sân khấu ạ. Chú rể đúng là người có yêu quý của mình. Và xin mời hai ông bắt tay nhau trước sân khấu, lưu lại những thước phim, những kiểu ảnh quan trọng nhất trong đời của các cháu. Xin được cảm ơn hai ông. Và nói tiếp xin được trân trọng kính mời một vị đại diện họ nhà gái có những lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng cô dì chú bác, bạn bè thân nhân nữ của hai họ nhà trai và nhà gái, hai cháu đã tìm hiểu và đã đi đến xây dựng hạnh phúc trăm năm hôm nay, được hai gia đình vun đắp, và hôm nay là ngày tuyệt vời của các cháu. Các cháu nên vợ thành chồng. Chúng tôi không biết nói gì hơn, mẹ cháu trước khi đi mẹ cháu đã dặn tôi một câu là cháu nó lấn lùng thế này rồi nhưng mà nó chưa có khôn. Xin phép các cụ công các bà họ nhà trai, thế thì làm sao để về sau này cháu cũng sẽ được làm mẹ chồng. Thế thì mong các cụ các ông các bà là thôi về quê hương, mỗi một đất quê hương nó có một cái lễ khác một tí. Mong rằng các cụ các ông các bà, nhất là hai ông bà thông gia, rồi đến các cụ các ông bà, làm sao cố gắng giúp các cháu, mong để dạy bảo các cháu cho nó sớm hòa nhập với gia đình cộng đồng. Thế và được xứng đáng là một người con dâu hiếu thảo của ông bà cái nhà và các cụ công cho bà trên nhà trai. Hãy mong một lần cuối cùng tôi xin chúc tất cả, trước tiên là chúc hai cháu hạnh phúc đến tận đầu bạc răng long, và mong được hai cháu ra đài sang năm sẽ mang cháu trai về quê ngoại ra mắt với bà con gia đình. Thế mà cũng cuối cùng xin chúc tất cả các ông các bà cùng cô dì chú bác, bạn bè thanh niên nữ của hội hôn có một đời chúc hạnh phúc, vạn sự như ý. Và cuối cùng tôi cũng để thưởng thức chương trình, xin mời băng nhạc tiếp nối màn hình, tôi sẽ hát tặng các bạn, các ông các bà ở đây một bài hát rất là tuyệt vời. Chia sẻ cực kỳ với bác đại diện gia đình nhà gái ngày hôm nay đã dặn dò cháu gái của mình về làm dâu con gia đình nhà trai, cũng đã có những lời chia sẻ từ phía người đã thân sinh ra cô dâu. Vì phong tục địa phương mẹ không có mặt ở đây để đưa con về với miếng mở hạnh phúc, thì xin mời bác đại diện gia đình nhà trai cũng có những đôi lời đáp từ, vâng ạ, để đón nhận tình cảm từ phía gia đình nhà gái hôm nay. Những lời cảm ơn đó gia đình nhà mình xin đón nhận và chúc các bác khi mà ra về sẽ thượng lộ bình an, được không ạ? Xin mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà đại diện cho gia đình nhà gái, không quản ngại khó khăn
đường xá xa xôi đưa cháu sang bên này về nhà chồng. Vâng ạ, và tất cả đó là tâm tư nguyện vọng và lời cảm ơn tới sự hiện diện của gia đình nhà gái. Và sau lời phát biểu xin phép của bác thì gia đình nhà trai cũng chúc cho các bác sẽ lát nữa thôi ra về tường lộ bình an. Và nhân dịp năm mới, năm Giáp Thìn, chúc cho gia đình nhà mình và xin như ý, tỷ sự như mơ, triệu điều bất ngờ và sẽ như mình mong muốn. Thật nhiều sức khỏe, luôn bình an, một ngập tràn may mắn. Cảm ơn phía gia đình nhà gái. Và một lần nữa tôi xin được kính chuyển lời của ông bà và Trinh. Rất cảm ơn và cảm ơn sâu sắc tình cảm của các cụ con các bà hai bên, cũng như cảm ơn tình cảm của rất nhiều đông đảo anh chị em bạn bè khách sạn bạn gần của hai gia đình bốn họ đã về đây chung vui dự lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của cô dâu của chú rể. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Giờ đây ca khúc Áo Em Chưa Mặc Một Lần xin bắt đầu ca. Xin và đồng hành với các khúc đó thì chúng tôi sẽ được truyền tải lời mời tới bên nội bên ngoại của gia đình nhanh chóng di chuyển cho sân khấu để lưu lại một bức hình với cô dâu chú rể hôm nay. Đó là bức hình lưu niệm kể. Vâng, cậu Dũng muốn nói rằng đây là cậu có một chút đứng vào đi, cậu đứng vào đi để có chụp ảnh. Cậu tặng quà xong thì cậu đứng vào đây để cho mọi người được biết là vợ của cậu là ai. Vợ của cậu đâu ạ? Ai là vợ của cậu lên sân khấu ạ? Wow, tuyệt vời quá. Một lần nữa xin được trả lời của chú rể và cô dâu cảm ơn và cảm ơn cậu mợ rất nhiều. Chúc cậu mợ luôn luôn mạnh khỏe, tràn ngập nhiều niềm vui và hạnh phúc. Kính thưa toàn thể các khách quý đã có chút thời gian vàng ngọc về đây để chung vui với gia đình. Lần đầu tiên cho phép tôi xin được thay mặt cho gia đình đại diện cho ông bà Toàn Trinh xin được gửi tới toàn thể các cụ, các ông, các bà hai bên nội ngoại cùng toàn thể các vị khách quý xa gần lời kính chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt nhất, chúc buổi dự tiệc hôm nay vui vẻ, đầm ấm và ngon miệng. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, thưa toàn thể các vị khách quý của gia đình ông bà Toàn Trinh, được sự nhất trí cao của chính quyền địa phương và được sự đồng thuận của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái, hôm nay gia đình ông bà Toàn Trinh đang long trọng tổ chức bữa cơm thân mật để mừng hạnh phúc trăm năm cho con trai ông là Đức Tiệp kết duyên cùng với con dâu Hương Giang. Chúng tôi những người làm chương trình xin được kính chuyển tới toàn thể các quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất. Hôm nay trong tiết trời rất đẹp như thế này, gia đình chúng tôi đang long trọng tổ chức bữa cơm thân mật để đón tiếp toàn thể các quý vị khách quý về đây chung vui với gia đình để dự tiệc. Trong bữa tiệc hôm nay, gia đình chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn và cảm ơn sâu sắc tình cảm tới toàn thể các cụ, các ông, các bà hai bên nội ngoại. Cảm ơn ban tổ chức gia đình đã làm công tác rất chu đáo để đón thân khách về dự tiệc cưới trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc toàn thể các quý vị luôn luôn mạnh khỏe, chúc bữa tiệc hôm nay hài lòng ngon miệng, chúc cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc. Kính thưa toàn thể các quý vị, giờ này giờ tốt của gia đình ông bà Trinh Toàn đang liên tục được đón tiếp các quý vị khách quý về đây để chung vui với gia đình dự bữa cơm thân mật. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời tới toàn thể các vị chúng ta cùng dự tiệc để chung vui với gia đình hôm nay trong buổi tiết trời đẹp như thế này. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn và trong khi đón tiếp chúng tôi chắc chắn sẽ làm hài lòng tới toàn thể các vị trong bữa tiệc hôm nay. Một lần nữa gia đình xin được trân trọng cảm ơn và cảm ơn các khách quý rất nhiều. Xin cảm ơn. We'll be right back.
một nụ hôn nồng say trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời này. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyên. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi ta duyên bền lâu. Tình yêu trao nhau bao ngày qua nồng thắm, từ đây bên nhau lo rừng say tổ ấm. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi bên nhau mùa xuân. Này xuân ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ, về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo. Mùa cưới đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nâng ly mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời này. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyên. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi. Về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo. Mùa cưới đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Chúng tôi hôm nay rất là vui khi được đứng tại sân khấu của chú rể Đức Tiệp. Oh,
trần kiếp này hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dấu, kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta tết quyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cách duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Thank you.
anh nằm thao thức vì em. Nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây. Mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thê, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thê, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Hôm nay tại đây ngày lành tháng tốt, gửi lời tỏ tình đến em. Từng giây phút bối rối, anh đã lỡ yêu em mất rồi. Làm sao khi giờ đây anh phải nói? Alo, 1 2, đại bàng gọi chiếc cua nghe rõ, gật gù trả lời nha. Are you ok? Em có đồng ý không nào? Làm người yêu anh nhé sẽ chẳng sao. Anh sẽ đi cùng em trên những chặng đường quen, không bao giờ lùi bước trước khó khăn cuộc đời. Em hãy cứ vui cười và yêu anh rồi thì hãy tin, chẳng ai tốt bằng anh, người như anh đâu dễ tìm. Yêu anh trọn đời nha, yêu anh phải thả ga, xây lâu đài tình ái. Trở thành thông gia rồi 9 tháng 10 ngày qua, sau đám cưới của chúng ta anh sẽ được làm cha. Anh sẽ làm cha và em sẽ làm mẹ những đứa trẻ ra đời. Những nụ cười rạng ngời tuyệt vời trên vành môi là người ta thành đôi trong một gia đình nhỏ có hạnh phúc thật to. Bao tháng ngày mong chờ lời tỏ tình ngây ngô nghe rất thô và rất ngộ, nhưng mà đó là bằng cả trái tim của anh mang dành đến. Hãy gật đầu nhà em vì đâu có dễ tìm một ông chồng lý tưởng như là anh đâu mà. Giờ lùi bước trước khó khăn cuộc đời. Em hãy cứ vui cười và yêu anh rồi thì hãy tin, chẳng ai tốt bằng anh, người như anh đâu dễ tìm. Yêu anh trọn đời nha,
yêu anh phải thả ga, xây lâu đài tình ái rồi sẽ chung một nhà. Anh xin phép ba mẹ đôi bên trở thành thông gia, rồi 9 tháng 10 ngày qua sau đám cưới của chúng ta, anh sẽ được làm cha. Khi thời gian vẫn lướt qua, nhiều năm sau chúng ta sẽ xa. Cuộc đời đâu cho ta nhiều cơ hội, hãy cùng anh nắm lấy nghe này em ơi. Anh sẽ đi cùng em trên những chặng đường quen, không bao giờ lùi bước trước khó khăn cuộc đời. Em hãy cứ vui cười và yêu anh rồi thì hãy tin, chẳng ai tốt bằng anh, người như anh đâu sẽ tìm. Yêu anh trọn đời nha, yêu anh phải thả ga, xây lâu đài tình ai rồi sẽ chung một nhà. Anh xin phép ba mẹ đôi bên trở thành thông gia. Sẽ đâu anh giữ chân em lại thì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Tuy không thể không buồn, nhưng chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến. Vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian. Sợ mất em, đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy. Muốn kể bên em tôi mới say nhưng ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa? Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đã xe có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sát sao nhưng chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. Anh đã yêu em nhiều như thế, muốn kể bên em tôi mỗi giây lại ngại cho em. Là con gái cứ phải bằng lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa? Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đã xe có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sát sao nhưng chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. Có lẽ cần một cái gật đầu giúp cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đã xe có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sát sao nhưng chỉ cần được bên em, để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. Gái miền Tây duyên dáng thơ ngây, nghiêng nghiêng non lá má hồng hay hay. Bà ba áo dài đơn sơ làm anh ngơ 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 câu hò. Ơi
ơi hò 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 ơi. Xinh xắn bờ môi tươi thắm như hoa, mi cong mắt điếc tóc dài thướt tha. Tình yêu em cũng thất tha, tròn câu chúng thủy sắc son một lòng. Ơi con gái miền Tây, dây dầu mưa nắng làng quê, mà vẫn tươi cười, mà vẫn tươi cười. Nụ cười làm sao xuyến lòng tôi, nụ cười thương quá người ơi, anh đã yêu em rồi. Gió giang chăm làm về miền Tây, anh đã yêu em rồi, thưa ba thưa má cho mình thành đôi. Về miền Tây anh sắm cao trầu, ra viên anh cưới rước nàng về